Quý cô bác, anh chị kính mến, Minh được Tử Vi thật là vui khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Đầu xuân năm mới, Minh được Tử Vi thay mặt cho những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị năm mới. Xuân sang Tết đến khắp gần xa, phúc đức an khang chúc mọi nhà, lão thọ trường hào thêm sức khỏe, tự tôn tài trí được vinh hoa. Công tư luật pháp thuận đà tín, xã hội phồn vinh nhân thế hòa, như ý cát tường an lạc hưởng, năm nay giáp thìn khải hoàn ca. Và quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Giới tiên tri tiết lộ sự thật bất ngờ về tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Đúng Tết Nguyên đán năm 2024, trúng số liên tiếp, ôm trọn 100 tỷ trong tay, trả sạch nợ nần, khổ mấy cũng đổi đời giàu to chỉ sau một đêm. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý cô bác tuổi Quý Mão sinh năm 1963 thân mến, Tết đến xuân về, người người nhà nhà đều hy vọng mình sẽ gặp được nhiều điều may mắn tốt đẹp, nếu như không thể một bước thăng hoa mỹ mãn, thì ít nhất cũng giải quyết được những sự khó khăn trước mắt. Tử vi học có nói, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai sinh ra cũng gặp được nhiều may mắn. Những thành công có được đều phải đánh đổi bằng sự hy sinh, nỗ lực và cố gắng không ngừng. Sau khi xem tử vi cho 12 con giáp, các bậc thầy tử vi đã chỉ ra rằng bước sang tháng Tết Nguyên đán của năm mới 2024 âm lịch này sẽ có những con giáp được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Họ có thể không quá giàu có, nhưng có thể kiếm được cơ hội để thành công. Cụ thể là đúng Tết Nguyên đán năm 2024, cô bác tuổi Quý Mão sinh 1963 sẽ gặp được nhiều may mắn, được cát tinh soi chiếu, quý nhân chiếu cố nồng hậu. Đây là giai đoạn thiên thời địa lợi nhân hòa, giúp cho cô bác tìm được cơ hội để mà phát triển sự nghiệp, kiếm thật nhiều tiền, thay đổi vận mệnh, đổi đời giàu nhất. Đặc biệt, nếu như cô bác biết nắm bắt mọi thứ thì sẽ đổi vận bất ngờ. Vậy, vận trình tử vi chi tiết trên các phương diện Tết Nguyên đán năm 2024 của cô bác tuổi Quý Mão 1963 sẽ diễn ra như thế nào? Vận may nào sẽ đến với cô bác trong khoảng thời gian Tết Nguyên đán năm 2024 này? Thì xin mời quý cô bác hãy cùng theo dõi hết nội dung chi tiết video của kênh Minh Đường Tử Vi nhé. Quý khán giả thân mến, tài sản quý giá nhất của con người chính là cơ thể của chúng ta. Nếu cơ thể chúng ta gặp vấn đề, như vậy sẽ gây ra những áp lực ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống. Đặc biệt, sau khi bạn đến một độ tuổi nhất định và muốn phục hồi trạng thái trước đây, đó cũng là một điều rất khó khăn. Lúc này thể chất của chúng ta sẽ trở nên tương đối kém. Vì vậy, chúng ta phải học cách giảm bớt những mối quan hệ xã hội không cần thiết hay những trò giải trí vô bổ. Hãy chọn cho mình cuộc sống giản dị, thanh tao và cảm nhận được tuổi già đang đến dần. Cơ thể khỏe mạnh là điểm quan trọng nhất trong cuộc sống hiện thực. Không có sức khỏe thì dù bạn có bao nhiêu của cải cũng trở nên vô dụng, không gây rắc rối cho những người xung quanh. Con người sống cần có sự giao tiếp với nhau, nhưng không ai thích bạn gây rắc rối cho họ cả. Giao tiếp giữa con người trong xã hội sẽ giúp chúng ta mở rộng kiến thức và thế giới quan của mình. Tuy nhiên, có những mối quan hệ khá phức tạp, bạn hãy tránh tiếp xúc hoặc nên lựa chọn cho mình những người bạn tốt để chia sẻ kiến thức và kỹ năng sống hơn là các mối quan hệ không rõ ràng và không cần thiết. Nếu chúng ta mù quáng làm phiền người khác rồi mắc nợ người khác, trên thực tế, cuối cùng chúng ta sẽ tự làm mình xấu hổ. Để thoát khỏi sự phụ thuộc vào người khác thì mới có thể tự lập. Bạn có thể nợ người khác bất kể thứ gì, nhưng đừng nợ người khác ân huệ bởi vì bạn không thể trả lại họ. Con người sống trong xã hội này ai cũng muốn có được cuộc sống thoải mái, sung túc hơn. Do đó, chúng ta cố gắng tránh làm phiền người khác càng nhiều càng tốt. Đó cũng là một phẩm chất của cuộc sống. Mỗi chúng ta phải sống vui vẻ, không gây phiền hà cho người khác và không tự chuốc lấy phiền phức cho mình. Hãy làm những gì bạn có thể làm mà không làm phiền đến người khác. Về cuộc sống lý tưởng tuổi già chắc hẳn ai cũng có kỳ vọng. Thực ra hạnh phúc của mỗi người đều do chính mình tạo ra. Chỉ cần bạn không gây phiền phức cho con cái, cơ thể bạn có thể khỏe mạnh và cuộc sống của bạn mới có thể hạnh phúc. Trên thực tế, cuộc sống của một người phụ thuộc vào tâm lý của chính mình. Nếu bạn chuẩn bị cho mình một thân thể khỏe mạnh, một tâm lý vững vàng, thì tuổi già sẽ không là vấn đề đáng lo ngại. Chất lượng của cuộc sống được dựa trên nền tảng hạnh phúc và hòa thuận giữa các thành viên.
Tuy nhiên, nếu chúng ta biết cân bằng cuộc sống của riêng mình, thì cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên hài hòa và tươi đẹp hơn. Trên thực tế, đối với tất cả những điều này, chúng tôi không có một tiêu chuẩn cố định, không cần phải so sánh với người khác, bởi vì khi bạn so sánh quá nhiều, bạn sẽ chỉ nhận lấy nỗi đau. Giữa con người với nhau, nhất định phải tồn tại một khoảng cách nào đó, nhưng cuộc sống là của chính mình. Chỉ cần chúng ta sống tốt cuộc sống của chính mình là được. Việc của người không quan gì đến mình, cũng không cần quá quan tâm. Chỉ cần tĩnh tâm lại và buông bỏ những thứ không cần thiết trong tâm thì chúng ta đã nắm chắc cuộc sống trong tay mình rồi. Trước tiên, ta hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách và tài năng của người tuổi Quý Mão sinh 1963. Tuổi Mão là biểu tượng cho con mèo, là con giáp đứng thứ tư trong thứ xếp hạng 12 con giáp. Quý Mão là hình ảnh những con người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Quý Mão rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực của công việc, cuộc sống. Quý Mão là người rất tinh nhanh, thông minh và cực kỳ nhạy bén, nên họ luôn thành công trong lĩnh vực toán học hay kế toán. Quý Mão là người sống rất tình cảm, thích yên ổn, luôn nhạy cảm, là người đối đáp giỏi giang, khéo léo, thông minh, yên ổn, may mắn, làm việc siêng năng, tài lộc không thiếu, nam mệnh có phúc phận, nữ mệnh ăn nói lịch sự, dễ thân thiện. Phần nhiều những người cầm tinh mèo đều ưa thích các điều huyền diệu, kỳ lạ. Bởi thế, đôi khi trong giao tiếp, người đời sẽ cảm thấy họ như có cái gì sờ sợ. Bàn bạc, họ có nghệ thuật yêu đương, đôi khi là những dòng nước mắt hay cái nhìn đong đưa để lôi cuốn người khác giới. Họ cũng thích hưởng niềm vui nhục cảm. Phần lớn Quý Mão thích sống theo tập thể đông vui, không thích sự lẻ loi đơn độc. Quý Mão là người sống ung dung, tự do, tự tại và luôn luôn lạc quan, sống lương thiện dễ tha thứ cho người khác. Quý Mão có tinh lực dồi dào, tinh nhanh, lanh lợi, hoạt bát, thích ứng với mọi hoàn cảnh, có thể sống thân tình với bất cứ ai. Họ là người có cá tính kiên cường, bất khuất, nhưng cũng hay nhường nhịn, không thích tranh giành với người khác, có tình cảm, tế nhị, trực quan, sinh động và óc giàu tưởng tượng. Một khi đã tập trung vào công việc, Quý Mão sẽ khiến mọi người kinh ngạc về sự nhanh nhẹn, thông minh tài trí của mình. Họ làm việc năng suất gấp nhiều lần người khác. Tuy nhiên, họ chỉ thực sự hứng thú với công việc của mình khi cảm thấy thoải mái, tự do. Nếu quá áp lực căng thẳng, họ sẽ nhanh chóng bỏ cuộc. Quý Mão thường có tính khá cẩn thận, rộng rãi, lại nhiều mơ mộng, thông minh lanh lợi, nên phúc lộc không thiếu, suốt đời có thể yên ổn. Quý Mão phần lớn là người có tài đức xuất sắc hơn người, được rất nhiều người yêu quý bởi sự cởi mở, tốt tính của họ. Quý Mão nếu giúp đỡ người khác sẽ rất nhiệt tình, giúp đỡ hết mình, không bao giờ cầu lợi cho bản thân. Họ không thích phải đối mặt với nguy hiểm, thậm chí là luôn ưu tiên cho mình sự an toàn. Dù trong bất kỳ tình huống hoàn cảnh nào, những người này đều có khả năng điều khiển cảm xúc, giữ thái độ bình tĩnh hòa hợp. Quý Mão thích cuộc sống tự do, yên bình với những người xung quanh. Họ điềm đạm và dường như không bao giờ nổi nóng. Họ khá nhẹ dạ, dễ bị tổn thương bởi những sai lầm của người khác. Lĩnh vực phù hợp nhất với tuổi Mão là nghệ thuật. Những sáng tạo độc đáo và tinh tế sẽ giúp họ đạt được thành công cao. Quý Mão đa phần thành đạt trong thương trường và quan trường. Họ cũng hay gặp nhiều may mắn trong cuộc đời và cũng có đức tính tiến thủ, biết nắm bắt thời cơ và chờ đợi cơ hội. Khi vận may tới để vươn lên, họ có khả năng giao tiếp tốt, gây được ấn tượng với mọi người xung quanh. Quý Mão đề cao lòng tự trọng và có cái tôi khá lớn. Bất kỳ ai xúc phạm đến danh dự của mình, họ đều coi những người đó là kẻ thù. Họ hài hước, luôn tạo ra bầu không khí vui vẻ, thoải mái cho người khác. Nhưng đôi lúc, Quý Mão vô tình tự làm buồn chính mình. Có thể nói, tuổi Mão thuộc vào top những con giáp may mắn nhất cả về đường công danh, sự nghiệp, lẫn tình duyên. Trong cuộc đời, mỗi khi khó khăn, tuổi Mão lại gặp được quý nhân phù trợ giúp đỡ, cả đời được sống trong an nhàn, bình yên. Những người này có duyên trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán, nếu có sự cố gắng sẽ đạt được nhiều thành công. Sau đây sẽ là đánh giá tổng quan vận trình tử vi của tuổi Quý Mão sinh 1963, Tết Nguyên đán năm 2024. Nhìn chung, Tết Nguyên đán năm 2024 vẫn là khoảng thời gian khá may mắn đối với người tuổi Quý Mão. Nhiều cơ hội xuất hiện trước mắt bạn, chủ yếu là bạn có đủ quyết tâm và tin tưởng để nắm bắt hay không mà thôi. Cục diện tam hội giúp cho sự nghiệp cũng như tài lộc của Quý Mão có dấu hiệu phát triển tích cực hơn hẳn nhờ các mối quan hệ xã giao hài hòa. Bạn có thể gặp gỡ và quen biết được với quý nhân, đối phương có thể đưa ra cho bạn những gợi ý hữu ích để bạn tìm ra hướng đi mới phù hợp hơn cho mình. Hãy quyết tâm theo đuổi điều mình mong muốn, đừng sợ hãi thất bại hoặc lo lắng mình không có đủ năng lực. Trải qua khó khăn, thử thách, bạn sẽ trưởng thành hơn. Với người làm ăn kinh doanh, công việc của bạn cũng tiến triển thuận lợi hơn khi các mối quan hệ với khách hàng,
đối tác đều phát triển tốt đẹp, bạn nhận được sự tin tưởng của nhiều người xung quanh, nên dù gặp khó khăn cũng sẽ được giúp sức, lại được giới thiệu thêm cho những cơ hội làm ăn triển vọng. Hãy chăm chỉ làm việc, ắt sẽ nhận được kết quả xứng đáng. Luận giải tử vi Tết Nguyên đán năm 2024 thấy rằng Bách Việt chủ đào hoa đem tới nhiều tin vui tình cảm cho người tuổi Mão. Đặc biệt, nếu bạn vẫn còn độc thân, khoảng thời gian này bạn sẽ nhận được sự chú ý của nhiều người xung quanh, nên nhận được nhiều lời ngỏ ý, làm quen của các đối tượng khác giới. Việc quyết định đến với ai hoàn toàn nằm ở trong tay bạn. Sau đây sẽ là luận giải tử vi chi tiết trên từng phương diện của tuổi Quý Mão sinh 1963, Tết Nguyên đán năm 2024, cụ thể như sau. Xét về phương diện sự nghiệp, Quý Mão có thể chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón nhận những tin mừng trên phương diện sự nghiệp. Trong tháng khởi đầu của một năm mới, có tam hội xuất hiện, bạn bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi bất ngờ. Chỉ cần bạn chăm chỉ thì sẽ nhận được sự hồi đáp xứng đáng. Thời điểm này, bạn nên chú trọng xây dựng các mối quan hệ của mình. Nếu mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp tốt, bạn sẽ luôn được giúp đỡ mỗi khi gặp phải khó khăn. Hơn nữa, sức mạnh của sự đoàn kết cũng khiến việc lớn trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu quan hệ với người lãnh đạo tốt, bạn có thể được giao cho những nhiệm vụ trọng đại, giúp khẳng định vị thế của bản thân, thậm chí chạm tay vào cơ hội được cất nhắc. Tuy nhiên, dưới tác động của nguyệt lệnh Lâm Tử, một vài người vẫn tỏ ra do dự thiếu quyết đoán. Khi đứng trước những cơ hội dường như bạn luôn lo lắng mình sẽ thất bại hoặc không đủ khả năng làm việc, tử vi khuyên con giáp này cần tin tưởng hơn vào chính bản thân mình. Bạn vốn là người có tài, hơn nữa lại luôn được quý nhân và bạn bè xung quanh giúp đỡ. Bạn có thể khắc phục được mọi khó khăn. Thêm vào đó, dù thất bại đi nữa, bạn cũng sẽ học được nhiều kinh nghiệm đáng quý, giúp ích cho mai này. Khi băn khoăn do dự trước những định hướng tương lai, bạn không nên giữ mọi chuyện trong lòng, rồi tự chọn hướng đi mà hãy tâm sự, trao đổi với những người giàu kinh nghiệm hơn mình. Chắc hẳn đối phương cũng sẽ không ngại đưa ra cho bạn những gợi ý phù hợp có giá trị tham khảo. Xét về phương diện tài lộc, sự nghiệp phát triển tốt đẹp cũng khiến cho tình hình kinh tế của Quý Mão có nhiều cải thiện. Bạn không cần phải lo lắng đến chuyện chi tiêu, bởi tiền bạc từ các mối làm ăn, đầu tư, thưởng nóng giúp cho túi tiền của bạn luôn luôn rủng rỉnh. Người làm đầu tư kinh doanh tạo được mối quan hệ tốt với mọi người và có cơ hội gặp gỡ được quý nhân. Quý nhân có thể đưa ra cho bạn những hướng đi mới trong công việc, thoát khỏi tình trạng nhàm chán, lối mòn lặp đi lặp lại trước đó. Nếu bản mệnh dám dấn thân, dám trải nghiệm, thì dù cho có phải vất vả một chút, bạn cũng sẽ thu được một khoản tiền tương xứng. Người làm công ăn lương có thể nhận được tiền thưởng nóng, thậm chí chạm tay vào cơ hội tăng lương nhờ những cống hiến trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Cấp trên nhìn thấy rõ ràng sự cố gắng của bạn và chẳng ai lại ngại không muốn tăng lương để nếu giữ một nhân viên tốt như bạn cả. Nhận được khoản tiền rủng rỉnh trong tay, bạn nhớ tiếp tục cố gắng nhé. Người có ý định khởi nghiệp trong thời điểm này không tránh khỏi tình trạng băn khoăn lo lắng, song bạn không nên quá bi quan, hãy lập kế hoạch rõ ràng từng bước cho mình, đồng thời tham khảo thêm gợi ý của những người có kinh nghiệm phong phú, rồi dần dần bạn sẽ biết đâu là hướng đi chính xác cho mình. Xét về phương diện tình cảm gia đạo, Bách Việt chủ đào hoa xuất hiện, Quý Mão còn độc thân không cần phải lo đến tình trạng đơn thân lẻ bóng trong tháng Tết âm lịch này. Bạn dễ dàng trở thành tâm điểm của đám đông nhờ tính cách hài hòa, cởi mở cũng như những thành tích nổi bật trong công việc của mình. Chính vì vậy mà bạn thường được mọi người xung quanh yêu mến, ngưỡng mộ. Việc được chủ động tiếp cận cũng không phải là điều gì quá bất ngờ. Điều bạn cần làm trong tháng này chính là tiếp tục tự tin là chính mình, đừng ngại thể hiện những cá tính độc đáo của bản thân. Bạn cũng hãy mở lòng đón nhận tình cảm của mọi người xung quanh và hãy cho một ai đó cơ hội. Có điều, dù đào hoa đến mấy, bạn cũng chớ nên trăng hoa, đứng núi này trông núi nọ. Một khi đã quyết định tìm hiểu hoặc đến với ai, bạn nên đối xử với người đó một cách chân thành. Chỉ có tình cảm chân thành mới có thể khiến mối quan hệ trở nên bền vững. Tuy nhiên, người đã lập gia đình lại gặp phải một vài vấn đề trục trặc trong tháng này. Bách Việt không đem lại những tác động tích cực cho những ai đã có đôi, có cặp. Bạn bị làm phiền bởi nhiều đối tượng ngoài hôn nhân, vì thế cần luôn nhắc nhở bản thân chú ý giữ mình, chớ để bản thân vướng vào những mối quan hệ trục trặc. Về tình cảm vợ chồng khó tránh khỏi những lúc mâu thuẫn, tranh cãi với nhau, song bạn không nên đẩy mâu thuẫn lên cao, khiến đôi bên nóng nảy, nói lời tổn thương nhau. Con giáp này cần hết sức bình tĩnh khi đối diện với mọi chuyện, không nên giận cá chém thớt hoặc tìm thú vui bên ngoài. Dù người ấy có điều gì khiến bạn không hài lòng thì hãy bao dung hơn. Xét về phương diện sức khỏe, luận giải tử vi cho thấy Quý Mão có một sức khỏe khá tốt trong tháng khởi đầu năm mới này. Có lẽ những thành công trong nhiều phương diện cuộc sống khiến bạn suy nghĩ lạc quan tích cực hơn. Bạn cảm thấy rằng mình dồi dào sức sống và có thể đối mặt với bất cứ vấn đề gì.
Có điều bạn cũng đừng vì thế mà quá tham công tiếc việc, bắt cơ thể làm việc quá sức. Dù ai cũng mong muốn được thành công, song mọi việc đều cần phải có một quá trình, chứ không thể đạt được trong một sớm một chiều. Vì thế, việc quan trọng là giữ gìn sức khỏe, rèn luyện bản thân để chờ đợi cơ hội thích hợp. Dù làm công việc gì đi nữa, bạn cũng nhớ sinh hoạt khoa học, chớ thức khuya dậy sớm quá mức, nên dành thời gian để thư giãn và vận động phù hợp. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết trong từng tuần của tuổi Quý Mão sinh 1963, Tết Nguyên đán năm 2024. Tử vi tuần 1, tuổi Quý Mão Tết Nguyên đán năm 2024. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, nhận thấy trong tuần đầu tiên của năm mới, Quý Mão sẽ trải qua một tuần khá thuận lợi ở mọi phương diện. Là tuần đầu tiên của năm giáp thì bạn đón không ít tin vui, trước hết là phương diện công việc. Cả một năm qua bạn đã nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi. Đây chính là thời điểm bạn tĩnh tâm nhìn lại toàn quá trình làm việc, cũng như hưởng thụ chút ít thành quả bạn đã gây dựng được trong sự nghiệp. Tinh thần làm việc hăng say, bạn được lãnh đạo khen thưởng và đề xuất vào những vị trí chủ chốt, cơ hội thăng chức, tăng lương không hề ít. Những ai làm trong lĩnh vực tài chính có một tuần tất bật với những con số, nhưng thành quả mà bạn gặt hái được cũng thể hiện rất rõ ràng bằng số tiền khá lớn khiến không ít người phải ngưỡng mộ, thậm chí tỏ ra ghen tị. Nhìn chung, tình cảm gia đình hài hòa, trên dưới đồng thuận, không phát sinh mâu thuẫn nào quá lớn. Tuy nhiên, thái tuế tinh ảnh hưởng có thể gây ra chút bất lợi cho tình yêu lứa đôi. Đó có thể là sự cản trở của gia đình hay do chính những người trong cuộc thay đổi tình cảm. Dù thế nào đi nữa, nếu bạn chủ động làm lành thì mọi chuyện sẽ chuyển biến tích cực. Sức khỏe của bản mệnh khá hơn rất nhiều, thể trạng tốt, ăn ngủ điều độ. Có điều, thời tiết biến đổi thất thường, trong ăn mặc bạn cần phải hết sức lưu ý tránh bị cảm lạnh. Tử vi tuần 3, tuổi Đinh Dậu, tháng Tết Nguyên đán 2024. Đây sẽ là tuần khá khó khăn với người tuổi Đinh Dậu. Khi Bạch Hổ hung tinh án ngữ, đường công danh sự nghiệp của con giáp này đứng trước nhiều thử thách. Thời gian này, khó khăn trở ngại đến từ nhiều phía, khiến cho mệnh chủ một phen vất vả, hao tốn không ít công sức mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa, tinh thần làm việc của Đinh Dậu trong tuần này cũng khá thấp, làm việc chậm tiến độ, công việc không được như dự kiến. Bạn nên chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình, không nên ngủ quên trên chiến thắng để không ảnh hưởng đến tập thể. Về tài lộc nhìn chung vẫn khá tốt ở thời điểm này, nhưng kiếm được tiền không hề dễ dàng, Đinh Dậu sẽ phải rất vất vả thì mới có được tiền trong tay. May mắn là thời điểm này, tình duyên như ý, các cặp đôi đã biết thấu hiểu và chia sẻ với nhau nhiều hơn, mối quan hệ thêm khăng khít và bền chặt hơn. Ngay cả những cặp đôi dạn nứt cũng nhanh chóng hòa giải và về lại bên nhau. Mệnh chủ cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với những gì mình có. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, màu sắc cát tường xám, trắng, quý nhân phù trợ Tị, Sửu. Con số may mắn: nam mệnh 22, 19, 86, nữ mệnh 14, 30, 27, 70. Tử vi tuần 4, tuổi Đinh Dậu, tháng Tết Nguyên đán 2024. Trong khoảng thời gian này, người tuổi Đinh Dậu cần thêm sự chủ động nếu như muốn công việc của mình gặt hái nhiều thành tích hơn. Có sao tử vi cát tinh chiếu mệnh, tạo cơ hội để bạn năng nổ hơn trong lĩnh vực mình đang theo đuổi. Bạn hãy thoải mái đặt ra những câu hỏi hoặc xin ý kiến tư vấn từ những người có kinh nghiệm để học hỏi thêm nhiều điều mới. Thời điểm này, công danh sự nghiệp có thể sẽ tiến chậm, nhưng mà chắc bạn không cần phải quá nóng vội. Hãy cứ tiếp tục chăm chỉ, không nên nghe lời ngon ngọt của người ngoài mà hành sự sốc nổi, làm hỏng việc. Hãy nên tự tin vào bản thân mình hơn, nhất là khi bạn đã có nhiều lần tự mình vượt qua khó khăn. Về tình hình tài chính vẫn đang rất ổn định, công việc chính đảm bảo cho Đinh Dậu có nguồn thu đều đặn, không cần quá lo lắng trong vấn đề cân đối chi tiêu trong cuối tháng này. Tuy nhiên, nếu có cơ hội tốt, hãy suy nghĩ đến chuyện đầu tư, thu lợi nhuận, thay vì hài lòng với những gì mình đang có. Thời gian này bạn được dự báo sẽ đón tin vui về chuyện tình cảm. Người độc thân có thể tìm được nửa kia tâm đầu ý hợp, tình cảm dễ dàng phát triển một cách nhanh chóng. Các cặp đôi tình nhân có thể có thêm bước tiến quan trọng trong mối quan hệ của hai người. Bạn và người ấy cũng có dự định chung và mong muốn sớm về chung một nhà. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, màu sắc cát tường đỏ, ghi, quý nhân phù trợ Thìn, Tị. Con số may mắn: nam mệnh 10, 36, 19, 73, nữ mệnh 2, 34. Thưa quý cô bác tuổi Đinh Dậu 1957 thân mến, cũng đã sắp bước qua năm mới 2024 rồi.
Và để có một năm mới thuận lợi may mắn, quý cô bác cần chọn cho mình người hợp tuổi đến xông đất lấy may đầu năm mới. Người đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mùng 1 Tết được gọi là người đến xông nhà đầu năm mới. Theo triết học Đông Phương, nếu người đến xông nhà đó tốt thì sẽ giúp tăng tài khí, may mắn cho gia chủ. Đã vượng thịnh thì càng giúp gia chủ thêm vượng thịnh hơn. Vì thế theo ông cha ta, khi chọn tuổi xông nhà, xông đất đầu năm, gia chủ tuổi Đinh Dậu nên chọn người có ngũ hành, thiên can, địa chi tương sinh với tuổi Đinh Dậu. Đồng thời, ngũ hành, thiên can địa chi của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đến xông nhà. Ngoài ra, người được chọn để xông đất đầu năm 2024 phải đáp ứng các tiêu chí: có đạo đức đường hoàng, tính tình vui vẻ, rộng rãi, nhiệt tình, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt. Chủ nhà tuổi Đinh Dậu nên tránh mời những người đang có tang đến xông nhà. Nếu gia chủ có tang thì nên kiêng không đến mừng tuổi cho các gia đình khác trước sáng mùng 1 để tránh cho gia đình người đó không bị xui xẻo. Cũng như vậy, phụ nữ có thai thường kiêng không đi đâu trong những ngày đầu năm mới, vì tục ngữ có câu, sinh giữ tử lành. Nếu các tuổi xông nhà tốt cho gia chủ đầu năm 2024 tại nơi gia chủ sinh sống, không có hoặc có nhưng không thể đến xông nhà được, gia chủ có thể tìm những người có tuổi tam hợp hoặc lục hợp với tuổi với gia chủ. Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Đinh Dậu trong năm Giáp Thìn 2024 là Kỷ Tỵ 1989, tốt, Nhâm Tý 1972, tốt, Đinh Tỵ 1977, tốt, Kỷ Hợi 1959, khá, Mậu Thân 1968, khá, Kỷ Dậu 1969, khá, Canh Thân 1980, khá, Canh Tý 1960, khá, Đinh Hợi 1947, khá, Tân Sửu 1961, khá. Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Đinh Dậu trong năm Giáp Thìn 2024 là Giáp Thân 1944, xấu, Mậu Ngọ 1978, xấu, Nhâm Dần 1962, xấu, Nhâm Thìn 1952, xấu, Giáp Tý 1984, xấu, Ất Sửu 1985, xấu, Đinh Mão 1987, xấu, Giáp Tuất 1994, xấu, Bính Tý 1996, xấu, Đinh Sửu 1997, xấu. Bản mệnh Đinh Dậu nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, từ giao thừa đến 1 giờ sáng, để xông đất đầu năm. Như đã biết, tục xông đất, xông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ xông đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để xông đất, xông nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc, bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay xông đất, xông nhà. Hơn thế, mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn. Đi xông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt, với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu. Sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi xông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 13 giờ. Đại an, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời, phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỷ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi xông đất hoặc nhờ người tới xông đất nhà mình cô bác nhé. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, lời Phật dạy về nhân quả có câu, người không làm phước thì thường chịu quả báo,
nếu tu được phước thì đời này và đời sau đều được an vui. Sự an vui, hạnh phúc ở đời đều do tu thân mà có được. Hiểu nhân quả thì mới đoán được vận tốt xấu của mình và biết được thời gian quả báo xuất hiện. Trong kinh Phật cũng có nói, nghiệp chướng không thể biến mất. Khi quả báo chín muồi có quy y cũng khó thoát. Chỉ cần đã tạo nghiệp thì đến thời thuận lợi, nhất định sẽ thấy quả báo linh ứng. Và khi quý vị làm việc thiện mà không được quả báo ngay, đó là do thân khẩu ý của quý vị đã tạo nghiệp quá nhiều, lỗ hổng quá lớn, khiến cho tất cả phước đức đều bị thất thoát. Vì vậy, khi hiểu được nhân quả thì sẽ biết bói toán, bùa ngải chính là mê tín dị đoan. Chỉ có thích thiện mới có thể cải biến nhân quả, tăng phúc, cải biến vận mệnh. Nếu làm việc thiện và tích đức thì sẽ có phúc dày, ắt được phúc báo. Không cầu của cải thì phú quý sẽ không mời mà đến. Người có tấm lòng nhân hậu thì dù không được trời ban thưởng cũng được mọi người đối xử tử tế, suốt ngày vui vẻ, tự nhiên, sống cuộc đời hạnh phúc. Nếu một người có tâm niệm xấu xa, cho dù không có sự trừng phạt của thần linh cũng sẽ bị mọi người lên án, suốt ngày sống trong hận thù, số phận ắt sẽ éo le. Thiện ác do trời định, người tốt không bị trời lừa. Xin cho mỗi người đều biết nói lời lành, làm việc lành, có ý tốt, tích đức và được phước liên tục. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.